Xe rùa Made in Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ làm thế giới một phen điên đảo. Grab Việt Nam xin chào các bạn. Hôm nay Grab Việt Nam lại mang đến cho các bạn một câu chuyện vô cùng đáng tự hào của Việt Nam. Đó chính là một sản phẩm của Việt Nam được mang đi xuất khẩu và đem lại giá trị vô cùng lớn. Mà tự hào hơn nữa khi sản phẩm này là một sản phẩm rất quen thuộc với bà con Việt Nam. Đố các bạn đoán được mặt hàng này là gì? Đó chính là xe rùa, hay còn gọi với cái tên thân thương là xe cút kít. Bạn xem những hình ảnh đây để hình dung về chiếc xe rùa này nhé. Cha đẻ của xe cút kít là cựu chiến binh Trần Văn Hùng. Vào thời điểm đất nước còn muôn vàn khó khăn trong những ngày đầu đổi mới, biên cương còn chưa yên bình, chàng trai Bắc Giang ấy đã tòng quân gia nhập lực lượng bộ đội biên phòng, đóng quân nơi biên giới cực bắc của tỉnh Hà Giang. Sau này khi trở về quê hương, anh có xin học tại trường kỹ thuật. Khi ra trường thì thời buổi lúc ấy vẫn còn khó khăn, anh Hùng không thể kiếm được việc làm. Thất nghiệp mãi cũng không được, anh đành cất tấm bằng thợ hàn sang một bên, quay về trồng rau nuôi cá. Nhưng bạn biết đó, một khi người đàn ông đã có lý tưởng thì hoàn cảnh có như thế nào, cũng mong muốn nung nấu ý tưởng đó một lần nữa. Anh gom góp vay mượn mua một chiếc máy hàn để hàn những dụng cụ làm nông bị hỏng như cuốc, xẻng. Trong quá trình làm vườn, anh thấy những việc vận chuyển cần dùng quang gánh vô cùng vất vả, mất hết sức trong lúc gánh, đến lúc cần việc thì không còn miếng sức nào. Thấy thế, anh mày mò tạo ra một chiếc xe một bánh có tay đẩy để vận chuyển đất. Với tư duy của người có nghề, anh không ngừng cải tiến chiếc xe tự sáng chế của mình. Thời gian đó, mọi người thường gọi là xe cút kít vì trông nó như chiếc xe đồ chơi của trẻ con. Nhưng nhỏ nhỏ vậy thôi mà lại có võ. Người dân trong thôn sử dụng thấy nó tiện dụng và hiệu quả vô cùng, rồi mê lúc nào không hay. Khoảng năm 1997, anh bắt đầu gò, hàn và bán những chiếc xe rùa đầu tiên cho bà con làng xóm. Xe của anh xuất ra đến đâu, bán hết đến đấy. Anh sản xuất xe rồi gửi bán ở những cửa hàng cơ khí trong huyện. Dần ra gom góp mua được chiếc xe máy, thì dùng nó chở xe rùa mang về chào bán ở các tỉnh lân cận. Không biết anh Hùng có phải là bậc thầy marketing hay không, nhưng anh đã có một cách bán hàng vô cùng thú vị. Đó là khi các chủ cửa hàng cơ khí không nhận bán xe cho anh, bởi vì nó khá to và cồng kềnh. Bạn biết anh Hùng phải thuyết phục những vị chủ này như thế nào không? Anh đã gửi hai xe rùa cho họ, một chiếc để bán, một chiếc dành cho chủ cửa hàng để những mặt hàng, dụng cụ cơ khí nhỏ gọn. Có thể đẩy xe ra ngoài cửa trưng bày buổi sáng, buổi tối lại đẩy vào trong nhà để cất. Tiện như vậy thì có ai mà lại không mê cờ chứ? Rồi cứ một đồn 10, 10 đồn 100, xe rùa từ đó ngày càng được nhiều người biết đến và yêu thích. Vào những năm 2014-2015, xưởng của anh mỗi ngày sản xuất được hàng trăm chiếc xe rùa bán ra thị trường. Tuy nhiên, việc sản xuất này càng gặp nhiều khó khăn bởi đa phần anh vẫn dùng phương pháp thủ công, gò, hàn là chính. Chưa có máy móc hiện đại hỗ trợ. Nhận thấy thực tế là nếu mình cứ chăm chăm vào thủ công thì sẽ không thể nào đáp ứng được nhu cầu thị trường. Anh Hùng quyết định từng bước công nghiệp hóa để có thể sản xuất xe rùa hàng loạt. Từ đó, nhà máy của anh sản xuất hàng nghìn chiếc xe rùa bán ra thị trường mỗi tháng và trở thành doanh nghiệp chuyên sản xuất xe rùa lớn nhất và duy nhất cả nước. Nhiều đơn vị phân phối hàng hóa đã tìm đến anh đặt hàng, trong đó có nhiều khách hàng là người nước ngoài, có nhiều đơn hàng trị giá cả 100.000 triệu đô. Năm 2021, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên khi một doanh nghiệp từ nước Mỹ đã ký hợp đồng mua của anh gần 1 triệu đô xe rùa và một vài phụ kiện khác. Chiếc xe container chở hơn 1.000 chiếc xe rùa lần đầu ra cảng để vượt đại dương sang trời Tây đã mở ra một hướng phát triển mới đối với công ty của anh và cả thương hiệu xe rùa Made in Việt Nam. Theo đà phát triển, những chiếc xe rùa này phát huy tối đa sức quyến rũ, được nhiều quốc gia chen nhau đặt hàng. Khỏi phải nói quốc tế đều bùng nổ vì không tin rằng một chiếc xe có bánh như thế lại mang đến sự tiện lợi vô cùng. Và khỏi phải đoán già đoán non, nhìn những đơn hàng đang lũ lượt kéo đến thì có thể thấy thế giới đang phát cuồng vì xe rùa Made in Việt Nam như thế nào. Càng biết nhiều thì chúng ta lại càng thêm khâm phục những con người Việt Nam nhỏ bé, nhưng lý tưởng cao rộng hơn ai hết. Ai có mà ngờ, một ngày mặt hàng tưởng chừng như vô cùng bình thường ở đất nước chúng ta, ai cũng ít nhất từng thấy một lần, lại có lúc vươn thẳng một đường ra đại dương rộng lớn và mang về giá trị khổng lồ. Sau khi xem xong video này, bạn cảm thấy như thế nào? Chắc hẳn phải vỗ ngực tự hào vì đất nước chúng ta có quá nhiều con người tuyệt vời đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.